Thưa quý vị, phải thấm nhuần quan điểm đầu tư cho cải cách hành chính là đầu tư cho phát triển, là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Chấm dứt tình trạng sợ trách nhiệm, không dám làm, không dám tham mưu của cán bộ, tình trạng đùn đẩy trách nhiệm của các cơ quan, các bộ ngành giữa trung ương với địa phương. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ khi chủ trì phiên họp thứ tư của Ban chỉ đạo diễn ra ngày hôm nay tại trụ sở Chính phủ. Các ý kiến tại cuộc họp cho thấy, nhận thức và hành động về cải cách hành chính tiếp tục chuyển biến tích cực. Các bộ đã cắt giảm, đơn giản hóa gần 2.200 quy định kinh doanh tại 175 văn bản quy phạm pháp luật. Thủ tướng đã phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa gần 1.100 quy định của 10 bộ, cơ quan. Các bộ đã công khai cập nhật hơn 17.800 quy định kinh doanh. Chất lượng dịch vụ công trực tuyến được cải thiện, cung cấp hơn 4.400 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Đã có hơn 21 triệu văn bản điện tử gửi, nhận trên trục liên thông văn bản quốc gia. Trung bình xử lý 550.000 văn bản một tháng, tiết kiệm khoảng 1.200 tỷ đồng mỗi năm. Kết luận cuộc họp, ngoài việc ghi nhận đánh giá cao kết quả đạt được, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng thẳng thắn đánh giá thủ tục hành chính ở một số lĩnh vực còn chồng chéo, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp như phòng cháy, chữa cháy, đầu tư công, tài chính, ngân sách, đất đai, giải phóng mặt bằng. Còn tình trạng cắt cứ thông tin. Ở đâu người đứng đầu mà quyết liệt, quan tâm, chủ động trong tổ chức thực hiện, trong đôn đốc kiểm tra, trong xử lý những vướng mắc kịp thời hiệu quả thì ở đó mang lại cái hiệu quả cao hơn. Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số theo phương châm, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu, đảm bảo trên dưới, dọc ngang thông suốt. Vì lợi chung, gắn cải cách thủ tục hành chính với chuyển đổi số. Cải cách thủ tục hành chính đóng vai trò dẫn dắt, ứng dụng công nghệ thông tin là công cụ để hiện đại hóa nền hành chính. Đẩy mạnh cái phân cấp phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực, tăng cường cái khả năng thực thi của cấp dưới, đồng thời tăng cường giám sát, kiểm tra, đánh giá đo lường chính xác, khách quan, kết quả hiệu quả đạt được của công tác triển khai các cái đề án, các cái nhiệm vụ. Thì trong cái này tôi đặc biệt lưu ý chấm dứt cái việc đùn đẩy trách nhiệm. Về tình trạng sợ trách nhiệm, không dám làm, không dám tham mưu, đề xuất của một bộ phận cán bộ, công chức, tình trạng đùn đẩy trách nhiệm của các cơ quan, các bộ, các ngành giữa trung ương với địa phương, Thủ tướng nhấn mạnh thêm, nếu cần thiết thì có các biện pháp xử lý cán bộ phù hợp. Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ khẩn trương trình Chính phủ ban hành nghị định quy định về khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện chương trình số 01 của Thành ủy về tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 diễn ra sáng nay, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, trưởng ban chỉ đạo cho rằng một trong những kết quả nổi bật của chương trình số 01 là Hà Nội đã tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng với hệ thống chính trị. Theo Bí thư Hà Nội, thủ đô đã lựa chọn những việc khó còn tồn tại nhiều năm để tập trung tháo gỡ, nhằm tạo chuyển biến tích cực cho hệ thống chính trị từ thành phố xuống cơ sở. Điển hình như đề án xử lý các dự án có sử dụng đất vốn ngoài ngân sách với hơn 700 dự án, đề án phân cấp phân quyền. Để thực hiện hiệu quả chương trình số 01, Bí thư Hà Nội yêu cầu thời gian tới các cấp các ngành phải tập trung phát huy hơn nữa tính tiên phong gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cấp. Năm 2023, thành phố tiếp tục xác định chủ đề công tác là kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển. Do vậy, cần cố gắng làm tốt hơn nữa việc này và tạo chuyển biến rõ nét ở các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương. Đối với một số chủ trương, đề án, dự án trọng tâm, trọng điểm, chiến lược lâu dài, thành phố phải khơi thông nguồn lực, tạo bước đột phá để phát triển, như đề án về phân cấp ủy quyền, đề án quản lý tài sản công, xử lý các dự án chậm triển khai, đề án cải tạo chung cư cũ. Sáng nay, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã trao tặng huy chương hữu nghị cho tiến sĩ Michael Parsons, người Australia, vì đã có đóng góp tích cực và hiệu quả cho sự phát triển bền vững của ngành tài nguyên và môi trường, góp phần phát triển quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Australia.
Trong những năm từ 2007 đến năm 2016, ở các vị trí cố vấn kỹ thuật cao cấp của cơ quan phát triển của Liên Hợp Quốc UNDP, tình nguyện viên của chính phủ Australia làm việc tại Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường. Ông Michael Parsons đã hỗ trợ cung cấp cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế cho quá trình xây dựng, hoàn thiện một số văn bản quan trọng trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường như Chiến lược Quốc gia về bảo vệ môi trường 2011 đến 2015 và tầm nhìn đến năm 2020. Nghị quyết số 24 năm 2013 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, hỗ trợ nghiên cứu khoa học và xây dựng, thực hiện một số dự án quốc tế của Viện trong lĩnh vực môi trường, biến đổi khí hậu, đồng thời hỗ trợ tăng cường năng lực cho các nghiên cứu viễn thông qua các lớp học tiếng Anh. Australia và Việt Nam là những đối tác và bạn bè thân thiết. Đặc biệt năm 2023 đánh dấu 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Việt Nam lần đầu tiên trở thành đối tác thương mại lớn thứ 10 của Australia và Australia hiện là đối tác thương mại lớn thứ 7 của Việt Nam. Hai bên đều mong muốn nâng mối quan hệ song phương lên thành quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Nhân chuyến thăm của Bộ trưởng Thương mại và Du lịch Australia Don Farrell tới Việt Nam, phóng viên kênh VTC1 đã có cuộc trao đổi ngắn về quan hệ Việt Nam-Australia, thương mại cũng như những lĩnh vực tiềm năng mà hai bên có thể hợp tác, từ đó hướng tới triển vọng nâng quan hệ hai nước lên tầm cao mới. Xin chào Bộ trưởng Thương mại và Du lịch Australia. Xin cảm ơn ông vì đã dành thời gian cho cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Thưa ông, năm 2023 đánh dấu kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Australia và Việt Nam. Vậy ông đánh giá thế nào về những dấu mốc của thành tựu mà hai nước đã đạt được trong 50 năm qua và ông có kế hoạch gì trong chuyến thăm lần này để thúc đẩy sự hợp tác giữa hai nước hơn nữa? Cảm ơn vì câu hỏi của bạn. Đây là vinh dự của tôi khi có mặt tại Hà Nội, thủ đô của Việt Nam. Australia và Việt Nam có mối quan hệ tuyệt vời trong suốt 50 năm qua. Mỗi lần tôi tới Hà Nội là lại thấy một sự đổi mới, nhưng cái làm tôi thực sự ấn tượng đó là về kinh tế, về chất lượng cuộc sống của con người Việt Nam. Australia muốn làm việc hợp tác với Việt Nam để tiếp tục nâng cao mức sống. Các bạn có thể sẽ hoàn thành được mục tiêu vào năm 2045 và còn tiếp tục phát triển kinh tế hơn nữa. Australia và Việt Nam cũng có thể hợp tác với nhau trong lĩnh vực giáo dục, du lịch, khí hậu. Thưa ông, là mối quan hệ thương mại giữa Australia và Việt Nam đã phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây. Hai nước là thành viên chung của ít nhất là 3 hiệp định thương mại tự do FTA. Vậy ông có thể cho biết động lực chính của thương mại là gì và tầm quan trọng của các hiệp định FTA này đối với doanh nghiệp hai nước? Chúng tôi muốn xây dựng trên cơ sở quan hệ đã xây dựng được giữa hai nước. Một cách để chúng tôi thực hiện là thông qua Hiệp định Thương mại Tự do. Một trong số đó là Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương. Hiệp định này vô cùng quan trọng đối với cả Australia và Việt Nam. Chúng tôi tin vào tiêu chuẩn cao mà Việt Nam đã hứa hẹn để đảm bảo quan hệ giao thương thịnh vượng giữa hai nước. Đây là điều sẽ mở đầu quan hệ với các nước khác. Tôi nghĩ có rất nhiều tiềm năng giữa hai bên để phát triển sự thịnh vượng chung giữa hai quốc gia. Bên cạnh những kết quả đạt được thì nhiều thế mạnh của hai nước vẫn chưa được phát huy hết, ví dụ như là đầu tư tư nhân còn thấp so với tiềm năng. Vậy theo ông thì có thể làm gì để khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp hai bên tăng cường đầu tư hỗ trợ lẫn nhau và thế mạnh của các công ty Việt Nam tại thị trường Australia là gì ạ? Tôi mong đợi Thủ tướng cả hai nước đẩy nhanh việc trở thành đối tác chiến lược toàn diện của nhau. Điều này sẽ tăng cơ hội kinh doanh giữa hai nước, phải có kết quả thiết thực cho doanh nghiệp ở Việt Nam và ở Australia. Đặc biệt, 12 tháng qua đã có rất nhiều cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp Việt Nam phát triển kinh doanh ở Australia. Chúng tôi đã nhận thấy và khuyến khích điều này bởi vì các doanh nghiệp Việt Nam là nhà điều hành tốt. Tôi nghĩ là chúng ta có thể hợp tác với nhau nhiều hơn nữa. Ông đánh giá như thế nào về tiềm năng đối với kinh tế du lịch của Australia và Việt Nam? Và theo ông, có thể làm gì để thúc đẩy và thu hút thêm du lịch giữa hai nước? Trước khi đại dịch COVID xảy ra, có 400.000 du khách Australia đến Việt Nam vào dịp nghỉ lễ và có 120.000 người Việt Nam sang Australia. Chúng tôi muốn tăng mức độ này lên nữa.
Điều đầu tiên chúng ta cần làm là tăng chuyến bay giữa hai nước. Chúng ta cần phải khuyến khích, đặt ra mức giá không quá đắt và cần phải tăng thêm nhiều chuyến bay giữa hai nước. Tôi rất tự tin là số lượng người du lịch sẽ tăng sau dịch. Vâng, xin cảm ơn ông vì cuộc trò chuyện này.